Đầu tiên cô mời các con cùng vào bài tập số 1. Bài tập này có nội dung như sau: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó, ta được số lớn gấp 13 lần số đã cho. Các con nghe lại nhé. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó, ta được số lớn gấp 13 lần số đã cho. Các con đã nghe rõ đề bài chưa? Bài yêu cầu chúng mình phải đi tìm một số có hai chữ số. Và khi viết số 9 vào bên trái của số có hai chữ số ấy thì ta được một số mới. Số này sẽ gấp 13 lần số đã cho. Vậy thì khi sử dụng giải bằng cách cách cấu tạo số thì cô Ngọc Lan sẽ làm như thế nào? Cô mời các con cùng phân tích cách giải. Với bài mà sử dụng cấu tạo số các con sẽ tách giống như khi mà mình làm những bài tìm ích ấy. Và ở phần này thì nó có hàng trăm hàng chục và hàng đơn vị, cho nên mình sẽ tách theo kiểu đó và tách như thế nào thì mời các con cùng với cô làm bài tập số 1 nhé. Đầu tiên, cô sẽ gọi số cần tìm. Là AB. Tại sao cô lại gọi là AB? Bởi vì đề bài cho biết số tự nhiên cần tìm có hai chữ số. Vì vậy số đó có hai chữ số. Và điều kiện là A phải khác không. Bởi vì a khác 0, a bằng 0 thì số đó chỉ có giá trị là số có một chữ số thôi. Vì vậy a ở đây là khác 0.